Đây là góc ngã tư ngay chợ Bàng Hoa của đường Quảng Hiền và đường Sơn Hưng. Thì ở ngay cái khúc này đây á, thì mình sẽ đến đây để thưởng thức cái quán món ăn miền Trung của cô Thúy. Cô Thúy bán chủ yếu là hai món miền Trung, đó là bánh xào miền Trung và lòng xào nghệ. Cô đã bán bánh xèo 15 năm rồi. Đây là bánh xèo miền Trung, màu vàng rất là hấp dẫn. Theo mình được biết thì đây là nghệ từ mẹ cô ở ngoài quê gửi vô để làm bánh xèo. Đây là nhân của bánh xèo. Ăn lòng nha, nghệ tươi đó. Cái bánh xèo của cô đổ rất là hấp dẫn luôn, màu sắc rất là đẹp. Đây là lòng xào, khi mà nào mình ăn thì cô sẽ xào thêm với hẹ và hành tây. Nhìn cái keo hấp nước mắm rất là hấp dẫn luôn. Cái nước mắm này là dùng để ăn với lại lòng xào nghệ. Đang là giờ cao điểm của quán, tầm 4 giờ mấy, 5 giờ. Chảo lòng đang sôi sùng sục.
đây nhìn rất là hấp dẫn luôn. Mình rất là thích cái keo nước mắm này. Đây là nước mắm mà theo công thức của người miền Trung. Khi nào mà khách mua về thì cô sẽ bỏ hẹ và hành tây vô để xào lên, làm nóng cái lòng này lên. Cô cho thêm một miếng hành phi vô. Một phần như vậy là có giá bao nhiêu cô? 30 Rất là rẻ luôn. Một hộp đầy ắp. Một hộp đầy ắp như vậy mà giá chỉ có 30 thôi. Có lấy sớm rồi mà làm. Hấp dẫn quá. Bình thường á mình ăn ở bánh xèo ở những chỗ khác á là người ta sẽ dùng cải mẹ xanh rất là to, còn đây là bánh xèo này có rau cải nhỏ thì ăn thì cái vị nó sẽ thơm hơn là cái rau cải mẹ xanh rất là nhiều. Làm xào nghệ ở đây luôn, ăn rất là ngon. Mình mua nhỏ phần lớn thì chủ quán cũng bán hết, rất là dễ thương. Tao đó mua cái dừa nó nạo ngon lắm á, nghe rõ mùi thơm của nghệ, của hẹ. Cái dừa nó nạo ra tay dài cơm dữ lắm. Mình đã ăn hết sạch sẽ bánh xèo và lòng xào luôn. Ngon lắm. Không còn một cái gì luôn.